Một câu chuyện ma kinh dị cực kỳ hấp dẫn và lôi cuốn. Chuyện ngày 13 tháng 7. Phần kết. Hai ngày sau, Viên Tân gọi điện thoại tới. Thế nào rồi? Tìm được bọn nó chưa? Mai Đức hỏi. Tìm được Dư Huy rồi, nó ở thành phố C, cách chúng ta không xa. Địa chỉ cụ thể thì tao cũng đã hỏi rõ. Nếu ngồi xe thì chỉ cần hơn 4 giờ là có thể tới nơi. Với lại tao cũng có số điện thoại của nó rồi. Mày gọi chưa? Gọi rồi, nhưng tao không biết có phải nó thay số hay là không. Tao gọi mấy lần mà không có ai bắt máy. Tao nghĩ chúng ta có thể đến nhà để tìm nó. Hy vọng là nó chưa có chuyển nhà. Lý Viễn thì sao? À, Lý Viễn thì cũng có chút kỳ lạ. Tao gọi điện thoại hỏi mấy đứa cùng lớp trước kia, cả thầy giáo nữa, vậy mà không có ai liên lạc được với nó. Cũng không biết bây giờ nó đang ở chỗ nào. Mai Đức suy nghĩ một chút, rồi nói: Đầu tiên thì chúng ta đi tìm Dư Huy trước đã. Có lẽ nó biết tung tích của Lý Viễn thì sao? Ok, được. Bao giờ thì đi? Bây giờ cũng được, dù sao tao cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm mà. Được, bây giờ tao lập tức đến cơ quan xin nghỉ phép, lát nữa chúng ta sẽ đến thành phố C. Sau khi mày thu xếp ổn thỏa thì trực tiếp tới nhà ga ở phía Bắc. 2 giờ sau chúng ta gặp nhau ở đó được không? Được, ok, lát gặp. Viên Tân cúp điện thoại. Sau 2 giờ, Mai Đức gặp được Viên Tân tại nhà ga, hai người cùng lên tàu đến thành phố C. Ngồi trong khoang tàu rộng rãi thoải mái, Mai Đức cùng Viên Tân nhìn khung cảnh dọc đường qua cửa kính. Đây là quãng đường có vẻ xa lạ, cả hai người trong số họ đều rất ít khi đến thành phố C. Khi tàu đến nơi, đồng hồ đã chỉ 7 giờ tối. Sau khi xuống tàu, Mai Đức cùng Viên Tân đi tới nhà hàng đồ Âu gần nhà ga. Sau khi ngồi xuống, Mai Đức nhìn bồi bàn rồi nói: chúng tôi chỉ có thể ở lại đây khoảng 25 phút. Cho chúng tôi 2 chai rượu vang, 2 bánh mì, 2 bít tết cùng khoai tây nướng. Bồi bàn vội vàng rời đi. Mai Đức cùng Viên Tân lặng im cùng 2 ly rượu với nhau. Viên Tân vừa ăn vừa lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo. Nhà Dư Huy ở tiểu khu Anh Uyển, ở trên đường Giang Dương. Không biết chỗ đó cách nơi này xa không nhỉ? Mai Đức nhún vai. Cơm nước xong đi, rồi nói sau. Rời khỏi quán ăn, Viên Tân giơ tay vẫy một chiếc taxi, rồi hỏi. Đến tiểu khu Anh Uyển ở trên đường Giang Dương mất bao lâu? Khoảng 20 phút. Tài xế trả lời. Viên Tân quay đầu liếc mắt nhìn Mai Đức một cái, hai người cùng lên xe taxi. Lúc gần đến 8 giờ, hai người Mai Đức đứng trước tòa nhà thứ ba ở tiểu khu Oanh Uyển. Viên Tân lại nhìn giấy tờ kia và nói: Dư Huy ở trên lầu 4, chúng ta lên đó đi. Đến phòng 802, Viên Tân ấn chuông cửa. Sau mười mấy giây đồng hồ, cửa chậm rãi mở ra 45 độ. Một người phụ nữ trẻ tuổi đứng ở cửa, nghi ngờ nhìn Mai Đức cùng Viên Tân. Xin hỏi các anh tìm ai? Cô hỏi. Đây là nhà của Dư Huy sao? Viên Tân hỏi. Cô gái gật gật đầu, rồi nói. Vâng, tôi là vợ của anh ấy. Trịnh Tiệp. Còn các anh là... Chúng tôi là bạn học cũ của Dư Huy. Tôi tên là Viên Tân. Còn đây là Mai Đức. Dư Huy gặp chúng tôi chắc chắn là sẽ nhận ra ngay. Viên Tân cười nói. À, mời vào nhà. Trịnh Tiệp mỉm cười mở cửa, chào đón khách vào nhà. Vì có khách đến, nên Trịnh Tiệp rót 2 ly trà xanh đặt trên bàn trà. Sau đó ngồi đối diện bọn họ trên ghế sofa. Dưới ánh sáng rõ ràng trong phòng khách, Mai Đức bắt đầu đánh giá người phụ nữ trẻ tuổi ở trước mặt. Dáng người Trịnh Tiệp thon thả,
ánh mắt dịu dàng, trên người là bộ váy bằng tơ tằm màu xám nhạt, đầy xa hoa, để lộ ra đường cong trên cơ thể cô, khăn lụa màu trắng được quấn tùy ý trên cổ, chứng tỏ phẩm vị thanh cao của cô. Mai Đức thầm thán phục, Dư Huy có thể tìm được một người vợ xinh đẹp như vậy sao? Thật không đúng lúc, giọng Trình Tiệp mang theo tiếc nuối rồi nói, bây giờ anh Dư Huy không có ở nhà, các anh tìm anh ấy có chuyện gì sao? Không, không có chuyện gì quan trọng cả, Viên Tân nói, chỉ là bạn cũ đã lâu không gặp nên muốn tụ tập với nhau thôi mà. Dư Huy đi đâu vậy? Mai Đức hỏi. Chiều hôm qua anh ấy đi ra khỏi nhà, nói là muốn đến nhà máy để xử lý một chút chuyện, kết quả là đến tối cũng không trở về. Tôi cũng không để ý lắm, bởi vì chuyện anh ấy ở lại nhà máy tăng ca cả đêm cũng là chuyện bình thường. Anh xem, bây giờ cũng chưa có về nữa đó. Nhà máy? Mai Đức hỏi. Nhà máy gì? Là một công xưởng nhỏ do anh ấy mở ra để sửa chữa dụng cụ. Thỉnh thoảng công nhân trong nhà máy gây ra một vài lỗi lầm. Anh ấy là ông chủ cho nên luôn đến đó để tự mình giải quyết. Mai Đức nhìn một lúc rồi nói, đã 20 mấy giờ rồi mà cậu ta chưa về nhà. Cô cũng không gọi điện thoại cho cậu ấy à? Nói tới đây, Trịnh Tiệp nhíu mày. Nói về điều này thì cũng có chút kỳ quái. Tôi cũng gọi điện cho anh ấy 2 lần nhưng anh ấy cũng không trả lời. Tôi vốn nghĩ rằng có phải anh ấy đã quá bận cho nên không kịp nghe điện thoại. Thế nhưng cũng không thể tới tận bây giờ mà anh ấy vẫn chưa gọi lại cho tôi. Đúng rồi, tôi cũng gọi điện thoại cho cậu ta nhiều lần mà cậu ta cũng không bắt máy. Tôi còn tưởng rằng mình đã gọi nhầm số nữa đó. Viên Tân nói. Nghe thấy Viên Tân nói như vậy, Trịnh Tiệp có chút bối rối. Như vậy rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Tại sao ai gọi điện thoại anh ấy cũng không trả lời? Hồi trước cậu ta vội vàng rời đi cũng như vậy sao? Mai Đức hỏi. Không, anh ấy không như vậy. Nếu bận việc, lúc đó anh ấy không gọi điện thoại thì cũng chỉ là một lát sau anh ấy sẽ gọi lại ngay. Vậy thì cũng hơi kỳ lạ rồi đó. Mai Đức nói, anh quay đầu lại cùng trao đổi ánh mắt với Viên Tân. Nhà máy của cô có xa đây không? Viên Tân hỏi. Không xa, đi bộ chỉ mất 10 phút là đến. Nếu không, Mai Đức nói, chúng ta cùng đến nhà máy thử xem. Trịnh Tiệp giống như tìm được một cứu tinh, liên tiếp gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Mai Đức đứng lên. Bây giờ ta đi thôi. Hơn 10 phút đồng hồ sau, ba người đi tới một công xưởng nhỏ được xây dựng ở ngoại ô thành phố. Lúc này, sắc trời đã tối đen, xem ra trong công xưởng không có một bóng người. Trịnh Tiệp đi đến trước cửa phòng bảo vệ, gõ gõ cửa sổ. Một ông già đang xem tivi quay đầu lại, thấy Trịnh Tiệp liền lập tức chạy ra. Lão Hà, ông chủ đâu? Có còn ở bên trong hay không? Trịnh Tiệp hỏi. À, ông chủ hả? Chiều hôm qua cậu ta có tới, nhưng hôm nay thì không có. Cái gì? Hôm nay anh ấy không có tới à? Trịnh Tiệp có chút luống cuống. Ông nói là ngày hôm qua anh ấy rời khỏi nơi này rồi hả? Vâng, tôi không tận mắt thấy cậu ta rời khỏi đây. Lão Hà có chút xấu hổ rồi nói. Nhưng tôi nghĩ chắc cậu ta sẽ không qua đêm một mình ở đây đâu. Không phải trước kia anh ấy cũng thỉnh thoảng ở lại phòng làm việc qua đêm sao? Đó là lúc cả công xưởng tăng ca, nhưng ngày hôm qua cũng không có ai tăng ca cả. Trịnh Tiệp thất thần tại chỗ, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nổi. Vậy thì anh ấy đi đâu?
Mai Đức cùng Viên Tân liếc nhau một cái rồi nhíu mày. Mai Đức đi lên phía trước nói với Trịnh Tiệp. Dù sao thì chúng ta cũng đã đến đây rồi. Đến văn phòng của cậu ấy nhìn một chút. Nói không chừng cậu ấy lại đang ở trong đó. Trịnh Tiệp cắn môi, máy móc gật gật đầu. Văn phòng của chủ nhà máy ở góc rẽ trên lầu 2. Ba người rất nhanh liền đứng trước cửa. Trịnh Tiệp thấy cửa phòng đóng chặt, bên trong lại là một khoảng tối đen, lắc lắc đầu. Anh ấy không có ở bên trong. Viên Tân chưa từ bỏ ý định, tiến lên gõ cửa, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Các anh có tin nổi không? Trước kia anh ấy chưa từng như thế này, chưa từng không nói cho tôi biết tung tích mà đã biến mất một hai ngày. Trịnh Tiệp lo lắng nói. Thử gọi lại cho cậu ta xem. Viên Tân nhắc nhở. Trịnh Tiệp nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm số của Dư Huy. Đột nhiên một tiếng chuông điện thoại khe khẽ vang lên gần bọn họ. Ba người cùng ngẩn ra. Đây là tiếng chuông điện thoại của Dư Huy. Trịnh Tiệp kêu to một tiếng, sau đó ngay lập tức xoay lại. Cô ngây người. Tiếng chuông khe khẽ này được vọng ra từ trong phòng làm việc của Dư Huy. Dư Huy, anh ấy ở bên trong, nhưng tại sao anh ấy không mở cửa? Trịnh Tiệp kích động nói. Trong nháy mắt, một suy nghĩ hiện ra lên đầu Mai Đức. Anh vốn rất sửng sốt, sau đó quay đầu hét lên với Viên Tân. Dư Huy, đã xảy ra chuyện. Dường như Viên Tân bị hoảng sợ, đứng tại chỗ không biết phải làm gì. Nhanh nhanh, phá cửa ra. Mai Đức đi về phía cánh cửa, hét to lên với Viên Tân. Viên Tân sửng sốt một giây, sau đó nhanh chóng chạy lại phía cánh cửa. Hai người dùng hết toàn bộ sức lực cùng lao vào cánh cửa gỗ kia. Sau vài lần va chạm dữ dội, rốt cuộc cửa phòng bị đâm thủng kêu ầm một tiếng. Mai Đức cùng Viên Tân không kịp thu người lại, hai người cùng bổ nhào vào trong phòng. Mai Đức chật vật đứng dậy từ trên mặt đất. Vừa mới ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt gần như khiến tim anh ngừng đập. Trên xà ngang ở trong phòng là thi thể của một người đàn ông treo lơ lửng, hai mắt trắng dã, lưỡi lè ra khỏi miệng. Đã chết được một thời gian. Viên Tân a lên một tiếng, sợ tới mức hồn bay phách lạc. Trịnh Tiệp từ bên ngoài xông vào, cô vừa nhìn thấy thi thể đang treo lơ lửng của Dư Huy thì gần như là không kịp kêu lên sợ hãi, đã hôn mê bất tỉnh. Mai Đức nhanh chóng nâng cô dậy, nhìn về phía Viên Tân bị dọa tới u mê, bèn quát. Nhanh gọi điện thoại báo cảnh sát, còn nữa gọi cấp cứu. Trịnh Tiệp ngồi ở phòng khách cục công an, thân lạnh run, khóc không thành tiếng. Mai Đức cùng Viên Tân ngồi ở bên cạnh cô. Hai ngày nay, Dư Huy không về nhà, di động cũng không nghe máy, cho nên các anh đến văn phòng để tìm anh ta, phát hiện ra thi thể, đúng không? Cảnh sát một tay cầm sổ ghi ghi chép chép, một bên ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, chuyện là như vậy đó. Mai Đức nói. Cô Trịnh. Cảnh sát quay đầu. Pháp y của chúng tôi đã kiểm nghiệm. Dư Huy tử vong khoảng 10 giờ đêm hôm qua. Tôi muốn biết là gần đây chồng cô gặp chuyện gì phức tạp hoặc là phiền lòng hay không? Trịnh Tiệp vẫn khóc nức nở. Cô liên tục lắc đầu. Tôi không thể nghĩ ra điều gì có thể khiến cho anh ấy tuyệt vọng đến mức tìm đến cái chết. Ở xưởng nhỏ của anh ta có xảy ra chuyện gì không? Cô dùng khăn tay lau nước mắt, ngẩng đầu, nói. Ý ngài là gì? Tôi muốn hỏi trong việc kinh doanh có xảy ra biến cố gì hay không? Cô quả quyết lắc đầu. Chồng tôi rất giỏi kinh doanh, làm ăn chân chính, chỉ có đi lên chứ chưa bao giờ thua lỗ. Vấn đề ngài nói không thể xảy ra. Cảnh sát chăm chú nhìn cô. Tôi không thể nghĩ ra
Căn bản chồng cô không có lý do gì phải tự sát. Vì sao anh ta phải làm như vậy? Các anh chắc chắn đã điều tra kỹ chứ. Anh ấy tự sát sao? Trịnh Tiệp hỏi. Cảnh sát nhún vai. Trước mắt là chưa có kết luận, nhưng từ hiện trường mà nói, trong văn phòng Dư Huy không có dấu hiệu xây xác giằng co, cũng không có dấu vân tay đặc biệt. Hơn nữa, pháp y vừa nói cho chúng tôi biết, trên người Dư Huy không có bất cứ vết thương nào, trong cơ thể không chứa thuốc hay là những loại dược phẩm gây mê, cho nên chúng tôi cho rằng khả năng tự sát là rất cao. Đương nhiên, đó chỉ là phán đoán bước đầu. Cảnh sát nói, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra một thời gian, sau đó sẽ đưa ra kết luận cuối cùng. Tự sát ư? Trịnh Tiệp mờ mịt lắc đầu, nước mắt trào lên. Này. Nhưng mà Đức vì sao anh ấy muốn tự sát? Và Dư Huy, hiện tại chúng chiều ta cần tỉnh táo đi trở đến lại nhà xưởng. Chuyện này anh đã ta xảy có ra, nói là muốn đến không đây thể để làm thay gì đổi không? Lý anh thấy nói với Dư tôi Huy rằng không muốn dám đến nói giám lời sát nào. Người làm liên tăng tục ca. Mạnh. Nhưng tôi vừa hỏi không bác Hà bảo vệ thì bác chết. Ấy nói là tuy hai ngày nay không có hai tăng ca cả. Nói như vậy là anh ta lừa cô. Vì sao anh ta muốn làm như vậy? Cảnh sát nhăn mặt nói. Vì sao anh ấy muốn làm như vậy? Trịnh Tiệp nhìn viên cảnh sát. Tôi cũng rất muốn biết là vì sao anh ấy muốn làm như vậy. Trước khi Dư Huy rời khỏi nhà, chẳng lẽ chẳng có dấu hiệu gì khác thường hay là sao? Viên cảnh sát hỏi. Tôi nghĩ là không có. Tôi không thấy anh ấy có chuyện gì khác thường. Trịnh Tiệp tạm dừng một chút, dường như nhớ đến chuyện gì. Bất quá... Cái gì? Viên cảnh sát nhướng mi. 4 ngày trước, anh ấy nói muốn đến thăm một người bạn sau khi trở về. À, chính xác là ngay hôm sau, anh ấy như mắc phải bệnh nặng, toàn thân đổ mồ hôi, mệt mỏi rã rời, hơn nữa còn hay nói mê sản. Tôi bảo anh ấy đến bệnh viện, anh ấy không đồng ý. Lúc ấy tôi cảm thấy có chút tức giận. Làm sao anh ấy có thể như thế? Nói mê sản? Anh ta nói những gì? Viên cảnh sát dò xét. Tôi nghĩ... Trịnh Tiệp cố gắng nhớ. Lời anh ấy nói tôi nghe không hiểu gì, nên cho rằng anh ấy chỉ đang nói sản. Cuối cùng anh ta đã nói gì? Tôi nhớ rõ, anh ấy ngây người ngồi trước bàn, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt khẩn trương, rồi nói cái gì mà tôi là người thứ hai, tôi sẽ trở thành người thứ hai. Anh ấy cứ thì thầm mấy câu đó, tôi hỏi anh ấy muốn gì thì anh ấy không hề để ý đến tôi. Nghe đến đó, Viên Tân và Mai Đức nãy giờ im lặng, bỗng thấy lạnh sống lưng, hai người cùng nhau run lên một chút. Bọn họ liếc nhau, không dám nói lời nào, trong mắt là muôn loại hoảng sợ. Nhưng cảnh sát không chú ý tới bọn họ, anh ta tiếp tục hỏi Trịnh Tiệp. Cô không hiểu chút nào về lời anh ấy nói sao? Tôi không hiểu chút nào cả. Cô trả lời. Anh ta có nói cho cô biết là anh ta đi thăm ai không? Người bạn đó tên gì? Không, tôi hoàn toàn không biết. Tôi không muốn quản anh ấy quá chặt chẽ, không có không gian riêng tư. Trịnh Tiệp lại hỏi. Anh cảnh sát, anh cảm thấy chuyện này có liên quan đến cái chết của chồng tôi ư? Tôi không biết, nhưng chúng tôi sẽ nghĩ cách để biết rõ ràng. Viên cảnh sát nói. Được rồi, hôm nay chúng ta đến đây thôi. Có lẽ vài ngày nữa, tôi sẽ mời vài vị công an đến điều tra. Tôi nghĩ chuyện trước mắt phải làm là chuẩn bị hậu sự cho Dư Huy. Anh ta đứng lên làm một động tác, ý bảo Trịnh Tiệp, Viên Tân và Mai Đức có thể ra về. 2 ngày sau, Mai Đức và Viên Tân cùng giúp Trịnh Tiệp lo tang sự cho Dư Huy.
Chuyện Dư Huy tự sát đã dấy lên một trận sóng gió không nhỏ, tin đồn lan ra toàn thành phố. Trịnh Tiệp cho rằng chuyện này chưa được làm sáng tỏ, cho nên đám tang cũng rất đơn giản, chỉ có vài người bạn thân đến phúng viếng. 3 ngày sau tang sự của Dư Huy cũng đã được xử lý xong. Mai Đức cùng Viên Tân đều cảm thấy không có lý do gì phải ở lại thành phố C nữa. Sau khi chào từ biệt Trịnh Tiệp, bọn họ dự định sẽ rời đi. Từ Nghĩa Trang trở về, Mai Đức nói: "Chúng tôi nên đi rồi." Trịnh Tiệp ngẩng đầu nhìn anh. "Đối với việc xảy ra gần đây, tôi và Viên Tân đều rất lấy làm tiếc. Chúng tôi không biết nên nói cái gì mới phải. Chỉ có thể xin cô cố nén bi thương mà thuận theo tự nhiên." Ánh mắt của Trịnh Tiệp hướng về phía trước, dường như đang lặng im suy nghĩ. "Nếu không còn gì cần, thì chúng tôi xin..." "Không." Trịnh Tiệp xoay mặt nhìn Mai Đức. "Tôi muốn nói chuyện với các anh." "Nói chuyện?" "Ồ, dĩ nhiên. Thế nhưng..." Mai Đức không biết Trịnh Tiệp muốn nói chuyện gì với bọn họ. "Bây giờ các anh có thể đến nhà tôi một lúc được không?" Mai Đức và Viên Tân cùng liếc nhau một cái, rồi nói: "Được, được." Lại ngồi trong phòng khách ở nhà Dư Huy, thế nhưng Mai Đức lại mơ hồ có chút bất an. Trịnh Tiệp vẫn ngồi đối diện với bọn họ trên ghế sofa, ánh mắt cô xem xét kỹ, càng đánh giá Mai Đức và Viên Tân. "Tôi cho rằng các anh nên nói thật với tôi." Cô đột nhiên nói. "Cái gì?" Mai Đức có chút không hiểu. "Tôi cho rằng các anh rõ ràng đã giấu tôi một việc gì đó." Mai Đức ngẩng mặt lên, nghi hoặc nhìn Trịnh Tiệp, giống như nhìn một người hoàn toàn xa lạ. "Ý cô là gì?" Mai Đức cẩn thận hỏi. Trịnh Tiệp nhìn anh, đột nhiên nghiêm mặt nói: "Hai người các anh nói là đến thăm bạn cũ, thế nhưng sớm không đến, muộn không đến, vừa mới đến là chồng tôi chết liền. Các anh thực sự tưởng rằng tôi ngu như vậy, sẽ chỉ cho rằng đây là một sự trùng hợp thôi hay sao?" Mai Đức hoảng sợ. "Cô cho rằng cái chết của Dư Huy có liên quan đến chúng tôi à?" "Điều đó tuyệt đối không thể nào. Trước khi chúng tôi tới thì hoàn toàn không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy." Viên Tân vội vàng giải thích. Trịnh Tiệp nhanh chóng liếc mắt nhìn bọn họ rồi nói: "Vậy các anh giải thích hai việc này như thế nào? Thứ nhất, lúc đứng ngoài cửa văn phòng của chồng tôi, vừa mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động ở bên trong, Mai Đức liền hét to lên một tiếng: Dư Huy đã xảy ra chuyện. Lúc ấy tôi liền cảm thấy kỳ lạ, vì sao anh không nghĩ rằng có thể anh ấy chỉ để quên di động ở bên trong mà thôi? Chẳng lẽ từ lúc bắt đầu anh đã có cảm giác anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì hay sao? Việc thứ hai là sự việc xảy ra vào ban đêm, chúng ta đang ở cục cảnh sát. Tôi vừa nhắc đến câu hỏi kia của Dư Huy, chính là câu nói tôi là người thứ hai. Hai người các anh liền rùng mình một cái, sau đó vẻ mặt liền trở nên căng thẳng. Lúc ấy cảnh sát không nhìn thấy, thế nhưng tôi lại thấy rất rõ ràng. Việc này các anh định giải thích như thế nào?" Đối với câu hỏi sắc bén của Trịnh Tiệp, Mai Đức bắt đầu có vẻ lo lắng. "Thực ra tối hôm đó tôi chỉ đoán là cậu ấy có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Ở trong đồn công an tôi cũng chỉ là đúng lúc, ý tôi là..." "Được rồi." Trịnh Tiệp ngắt ngang lời anh. "Những lời tôi nói vừa rồi tôi hoàn toàn có thể không cần nói cho các anh nghe, mà có thể trực tiếp nói luôn với cảnh sát. Các anh không cảm thấy như vậy sao?" "Cái đó... Vì cái gì mà cô không làm như vậy?" Viên Tân hỏi. "Bởi vì tôi tin các anh chắc chắn không phải là hung thủ giết hại chồng tôi. Các anh chỉ giấu tôi một việc gì đó mà thôi, cho nên tôi mới thẳng thắn nói với các anh. Tôi muốn để cho các anh tự mình nói cho tôi biết thực tình là như thế nào." Cô dùng chữ giết hại. Chẳng lẽ cô cho rằng không phải Dư Huy tự sát mà là bị mưu sát? Mai Đức nói. "Tôi đã sớm nói với cảnh sát,
Tôi không thừa nhận chồng tôi có điều gì phiền muộn hoặc quấy nhiễu đến mức có thể khiến cho anh ấy phải đi đến bước đường tự sát này. Cho nên tôi cho rằng chuyện này nhất định là rất quái lạ mà các anh chắc chắn là biết điều gì đó. Mai Đức cùng Viên Tân nhíu chặt mày, không hé răng nói nửa lời. Thế nào, tới tận bây giờ mà các anh cũng không muốn nói cho tôi biết sao? Tôi có một số vấn đề chỉ sợ chúng tôi không thể nói ra được. Vẻ mặt Viên Tân bất đắc dĩ. Tôi biết các anh chắc chắn là đang che giấu một cái điều gì đó. Trịnh Tiệp lạnh lùng nói. Được rồi, nếu các anh kiên quyết không nói lời nào, tôi chỉ có thể để cảnh sát tới hỏi các anh thôi. Không, chúng tôi... Viên Tân liếc nhìn Mai Đức một cái, nhẹ giọng nói. Chúng tôi sẽ nói cho cô biết. Mai Đức trừng mắt nhìn anh ta, đôi môi mím chặt. Thôi mà, Mai Đức. Giọng nói của Viên Tân mang theo vài tiếng nức nở. Bốn người chúng ta giữ bí mật này 10 năm, xem ra là không giữ được nữa rồi. Dư Huy cũng đã chết. Chúng ta mà ngồi chờ chết ở trong này, người tiếp theo bị mất mạng sẽ là chúng ta đấy. Mai Đức nặng nề thở dài. Mày nói cho Trịnh Tiệp đi, kể lại sự việc từ đầu, nói hết từ đầu đến cuối đi. Viên Tân kể chuyện từ 10 năm trước đến tận bây giờ trong vòng 1 giờ đồng hồ, rốt cuộc cũng đã nói hết ra toàn bộ. Từ đầu đến cuối, Trịnh Tiệp vẫn lắng nghe, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Chuyện là như vậy. Trời ơi, Viên Tân đã kể xong, Trịnh Tiệp hoài nghi lắc đầu, để lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Lời anh nói, tất cả đều là sự thật. Làm sao được? Cực kỳ chân thật. Hoàn toàn hoảng loạn. Thế nhưng, các anh muốn tôi tin vào câu chuyện hoang đường này như thế nào? Chẳng lẽ các anh muốn tôi tin rằng hồn ma của thầy Thiện đã giết chết Dư Huy? Nói tới đây, Trịnh Tiệp không nhịn được run lên một cái vì lạnh. Tôi không biết. Chúng tôi cũng rất muốn biết là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Viên Tân lớn tiếng nói. Vì sao rõ ràng thầy Thiện đã chết mà ông ta vẫn có thể nguyền rủa chúng tôi trong cuốn sổ ghi chép? Hơn nữa, ngày 13 tháng 7 này, người bị chết chìm kia là ai? Tất cả vì sao lại trùng hợp như vậy? Và còn thi thể của thầy Thiện rốt cuộc là ở chỗ nào? Mai Đức bổ sung thêm. Trời ơi, thật sự là quá đáng sợ. Thậm chí lại còn có cả loại chuyện này nữa. Từ trước đến giờ, Dư Huy cũng chưa từng nói bất cứ điều gì với tôi cả. Trịnh Tiệp hoảng sợ nói. Vậy bây giờ, các anh tính làm sao? Chúng tôi có thể làm gì được cơ chứ? Chuyện này quả thực là quá khác thường và kỳ lạ. Chúng tôi hoàn toàn ở trong một đống sương mù. Viên Tân nói. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy được một chút manh mối. Đúng lúc này, Mai Đức lại mở miệng. Cái gì? Viên Tân khó hiểu nhìn anh. Chiều hôm mà Dư Huy gặp chuyện không may, cậu ta luôn miệng nói. Tôi là người thứ hai, có đúng không? Mai Đức hỏi Trịnh Tiệp. Trịnh Tiệp gật gật đầu. Mai Đức căng thẳng im lặng, làm ra bộ dạng suy nghĩ sâu xa. Đột nhiên, anh quay sang nhìn Viên Tân. Mày có nhớ cuốn sổ ghi chép mà chúng ta đốt 10 năm trước không? Trong đó có viết, bốn người chúng ta sẽ chết như thế nào đúng không? Viên Tân bị hoảng sợ. Đừng nói đùa, lúc ấy hai mắt tao chỉ nhìn qua là đã hết hồn hết vía rồi. Làm gì dám xem thật cơ chứ? Vả lại cũng đã hơn 10 năm rồi, cho dù đã nhìn thấy thì cũng đã sớm quên đi rồi. Mày cẩn thận nhớ lại đi. Có thể nhớ lại một chi tiết nào được không? Không phải mày cũng xem sao? Mai Đức, mày nhớ rõ đúng không? Mai Đức mím chặt môi. Qua một lúc lâu sau, anh do dự nói. Tao nhớ mang máng thôi. Thế nhưng tao cũng không có dám chắc. Mày nhớ lại cái gì, Mai Đức? Viên Tân lo lắng hỏi. Đúng, tao có nhớ một chút. Hình như lúc ấy dòng chữ đầu tiên trong cuốn sổ đó viết rằng người thứ hai trong số chúng mày sẽ bị treo cổ.
Mai Đức ngẩng đầu nói, sắc mặt anh trắng bệch. Nghe thấy câu nói đó, toàn thân Viên Tân lại bắt đầu run rẩy, anh há to miệng thở gấp, dường như là kêu lên sợ hãi. Trời ơi, những lời nguyền rủa trong cuốn sổ kia thật sự là linh nghiệm rồi. Là hồn ma, linh hồn của thầy Thiện sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chờ chút đã, mày tỉnh táo lại đi. Mai Đức giơ tay lên ý bảo Viên Tân yên lặng. Trong chuyện này có chút vấn đề. Chẳng lẽ mày không phát hiện ra sao? Là cái gì? Trịnh Tiệp hỏi. Nếu đúng là hồn ma của thầy Thiện trở về trả thù Dư Huy thì lại có chút kỳ lạ. Đó chính là tại sao Dư Huy có thể biết điều đó trước một hai ngày và biểu hiện bồn chồn lo sợ rõ ràng như vậy. Viên Tân nghi hoặc nhìn Mai Đức. Còn có điều quan trọng hơn. Mai Đức nói tiếp. Lúc ấy trên cuốn sổ không hề viết tên bốn người chúng ta. Vậy thì tại sao Dư Huy lại có thể chắc chắn rằng cậu ta là người thứ hai sẽ bị giết hại? Viên Tân lắc lắc đầu, lâm vào trạng thái suy tư. Có lẽ... tôi không biết thế này có vấn đề gì không? Trịnh Tiệp muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Mai Đức hỏi. Các anh có nhớ không? Tôi nói rồi, Dư Huy bắt đầu biểu hiện quái lạ như vậy là từ sau khi anh ấy đến thăm một người bạn. Tôi không dám chắc việc này có vấn đề gì không? Trịnh Tiệp nói. Đến thăm một người bạn? Mai Đức và Viên Tân cùng lặp lại những lời này, sau đó ngẩng lên, ánh mắt cả hai cùng nhìn nhau. Trời ơi, Mai Đức, mày cũng nghĩ thế sao? Đúng. Lý Viễn, hai người kêu lên đồng thanh. Đột nhiên Mai Đức vỗ một phát vào đùi của mình. Tại sao chúng ta lại chậm chạp như vậy cơ chứ? Bây giờ mới nhớ tới người bạn mà Dư Huy đến thăm hoàn toàn có thể là Lý Viễn. Rõ ràng Lý Viễn là một trong bốn người các anh. 7-8 phút Mai sau Đức vẫn nhìn chưa Trịnh đi Tiệp lên. Gật gật đầu. Này, cậu ấy cũng là người tham gia vào chuyện này. Hồi trước chúng tôi cũng thử đi tìm cậu ấy, nhưng hoàn toàn không tìm được. Cậu ấy giống như đã biến mất rồi vậy, không hề liên lạc với mọi người. Không nghĩ rằng vậy là cậu ấy cùng Dư Huy vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Nếu thầy Thiện còn sống, Trịnh Tiệp suy nghĩ. Thế nhưng từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe Dư Huy nhắc đến tên của người này. Nói như vậy, chuyện này không có hề kỳ lạ. Mai Đức nói, đủ rồi. Dư Huy cũng giống như chúng tôi, không hề mong rằng bí mật này đã bị lộ ra. Tao chịu cho nên đương nhiên cậu ấy cũng không muốn cho cô biết tới người ở trong bí mật này. Nghe đến câu này, nhưng tao vẫn không hiểu. Dư Huy tìm được Lý Viễn, chẳng lẽ Lý Viễn nói cho cậu ấy biết được là điều gì sao? Chết chúng ta. Hoặc là hai người bọn họ đã phát hiện ra chuyện gì đó. Thế cho nên Dư Huy mới có dự cảm rằng mình sẽ là người thứ hai bị giết hại. Viên Tân nói. Chờ một chút. Mai Đức đột nhiên nói. Lời nói của mày rất mâu thuẫn. Hả? Mày nói Dư Huy cảm thấy cậu ta có thể sẽ trở thành người thứ hai bị giết hại. Nhưng mày không phát hiện ra sao? Chúng ta có tổng cộng là bốn người. Tao, mày và Lý Viễn đều còn sống. Vậy thì làm sao Dư Huy có thể là người thứ hai bị giết hại? Vậy thì đầu tiên, Mai Đức nói tới đây, thì nhìn Viên Tân, há miệng, nhìn mình rồi ngừng lại. Qua vài giây, dường như anh mới kịp phản ứng, trong nháy mắt liền cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Trời ơi Viên Tân, chẳng lẽ mày cũng cảm thấy? Viên Tân nhìn chăm chú vào anh. Không ai nói cho chúng ta biết là Lý Viễn còn sống. Trên thực tế, chúng ta cũng chưa từng đi tìm cậu ta. Chẳng lẽ... Lý Viễn? Lý Viễn cậu ta đã trở thành người đầu tiên bị giết hại. Mai Đức cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đợi một chút, tao hiểu rồi. Viên Tân hô lên kinh ngạc. Chúng ta cần phải làm một giả thuyết như Dư Huy tới thăm Lý Viễn. Kết quả lại phát hiện rằng Lý Viễn đã chết. Hơn nữa dựa vào lời nguyền rủa trong cuốn sổ kia, đương nhiên cậu ta sẽ rất sợ hãi, do đó lo lắng mình sẽ trở thành người thứ hai bị giết.
bây giờ tất cả đều trở nên một mạch liền rồi. Nhưng cậu ta lại không thể nghĩ rằng mình sẽ chết nhanh như vậy. Mai Đức nói, có thể vấn đề là Lý Viễn thực sự giống như chúng ta suy đoán. Cậu ta thực sự đã dựa vào lời nguyền rủa trong cuốn sổ đó sao? Mày nhớ ra gì rồi sao? Mai Đức, cuốn sổ kia viết, người đầu tiên chết như thế nào? Tao có chút... Mai Đức cảm thấy suy nghĩ bỗng trở nên hỗn loạn. Anh dùng tay vỗ vào trán. Để tao nghĩ đã. Im lặng vài phút, Mai Đức từ từ ngẩng đầu lên. Hình như tao nhớ ra rồi. Anh nói. Trên đó viết gì? Viên Tân căng thẳng hỏi. Hình như là người đầu tiên sẽ chết giống như cái chết của tao. Mai Đức nói. Cái gì? Viên Tân có chút nghe không rõ. Cái gì mà là cái chết giống như của tao? Cái chết giống tao. Mai Đức suy nghĩ. Thầy Thiện là chết đuối ở trong đầm nước. Viên Tân nghe thấy câu đó, đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch. Anh cảm thấy cả cơ thể mình chỉ muốn ngửa ra sau, cả người run rẩy dữ dội. Mày làm sao vậy? Mai Đức vội vàng tiến lên, bắt lấy cánh tay anh. Viên Tân gạt mạnh Mai Đức ra. Anh dùng hai tay ôm đầu rồi thở hồng hộc. Mai Đức hoàn toàn mờ mịt. 10 năm trước, khi Viên Tân nhìn thấy cuốn sổ đó, cũng không bị dọa sợ thành như thế này. Thi thể, cái thi thể mà tao giải phẫu. Cuối cùng, Viên Tân cũng mở miệng nói được một câu. Những lời này tựa như một đao đánh trúng vào người Mai Đức. Anh cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trong nháy mắt đều thích chặt lại. Một cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng kéo tới làm anh gần như không cử động nổi. Hơn một tuần trước, thi thể bị chìm được phát hiện ở Nam Hương chính là Lý Viễn. Nói cách khác, người đầu tiên bị hại vào ngày 13 tháng 7, 10 năm sau đã xuất hiện rồi. Hiện tại, trong 4 người bọn họ, năm đó thì đã có 2 người chết. Nghĩ tới đây, suýt chút nữa là Mai Đức muốn ngất đi. Trời ạ, thật đáng sợ. Chẳng lẽ oan hồn thật sự muốn lấy đi sợi dây số mệnh của các anh sao? Trịnh Tiệp ở bên cạnh cũng sợ tới mức run. Mai Đức, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, Viên Tân ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau khổ. 2 người bọn họ đều đã chết rồi, tiếp theo là đến lượt mày và tao đấy. Toàn thân Mai Đức run rẩy một lúc, anh không nói được gì. Mai Đức, mày nhớ lại đi, trên cuốn sổ viết cách chúng ta chết như thế nào? Viên Tân hoảng sợ. Không được, thật sự là tao không thể nhớ được. Mai Đức cau mày. Bây giờ tao chỉ nghĩ rằng tại sao Dư Huy biết mình sẽ trở thành người thứ hai thôi. Nghĩ một lát, Viên Tân chần chừ nói. Có lẽ là dựa theo trình tự kia. Trình tự nào? Mai Đức hỏi. Mày không nhớ sao? 10 năm trước vào ngày đó, 4 người chúng ta chia ra 2 nhóm, một trước và một sau, chạy tới ký túc xá của thầy Thiện mà. Lý Viễn và Dư Huy đến sớm hơn chúng ta 10 giây. Ý mày là dựa theo trình tự chúng ta bước vào cửa phòng của thầy Thiện. Lý Viễn tới đầu tiên, sau đó là Dư Huy. Còn tao và mày thì sao? Ai bước vào cửa trước? Viên Tân hỏi. Mày muốn biết tao với mày là ai là người thứ ba à? Ai là người thứ tư hả? Mai Đức lạnh lùng nói. Viên Tân ngây ngẩn cả người. Anh mở to 2 mắt, nhưng rất nhanh lại rũ mắt xuống. Được rồi, đừng nói nữa. Lúc này Trịnh Tiệp hét lên. Tôi rất sợ rồi, cầu xin các anh đừng nói thêm gì nữa. Mai Đức thở dài, nhìn Viên Tân rồi nói, thôi, chúng ta đi thôi. Anh lại quay sang hỏi Trịnh Hiệp, chúng tôi có thể rời đi chưa? Hẳn là cô không còn gì muốn hỏi chúng tôi nữa chứ? Trịnh Tiệp gật đầu nhẹ nhàng. Đúng, tôi nghĩ rằng tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Thực ra, 2 người các anh và Dư Huy đều giống nhau, cùng là người bị hại cả.
Tôi mong các anh chú ý giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn. Mai Đức gắng gượng nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng tôi nên giữ gìn sức khỏe như thế nào bây giờ. Đến trước cửa nhà Dư Huy, Mai Đức nhìn Trịnh Tiệp đưa tới cửa rồi nói: bí mật này của chúng tôi vốn đã giữ được 10 năm, chưa từng có một ai biết được, nhưng bây giờ cô đã biết được toàn bộ mọi chuyện. Tôi hy vọng cô có thể tiếp tục giữ cho chúng tôi bí mật này. Trước lúc dự cảm mình sắp chết, Dư Huy cũng không nói ra bí mật này, cho nên tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng hy vọng giống như chúng tôi vậy. Tôi hiểu, tôi sẽ làm như vậy. Trịnh Tiệp nén lệ nói. Từ nhà Dư Huy ra, Mai Đức cùng Viên Tân mới phát hiện bây giờ là đã 7 giờ tối. Chuyến xe quay về cũng đã hết rồi. Hiển nhiên rằng bọn họ còn phải tiếp tục ở lại đây một đêm, buổi sáng ngày mai mới có thể rời đi được. Mai Đức cùng Viên Tân đến bên cạnh nhà Dư Huy tìm một khách sạn. Bọn họ đặt 2 phòng đơn, người phục vụ đưa 2 người tới nơi. Mai Đức ở phòng 701, Viên Tân ở phòng 705 cùng tầng với anh. Mai Đức, tao mệt quá, tao phải đi ngủ đã, ngày mai gặp lại. Viên Tân đứng trước cửa phòng, dùng giọng điệu mệt mỏi nói. Ok, ngày mai gặp. Mai Đức nhìn anh gật gật đầu, sau đó vào phòng của mình. Nằm ở trên giường, Mai Đức suy nghĩ rất nhiều. Anh hoàn toàn không có cách nào để đi vào giấc ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại, Mai Đức liền cảm thấy không hiểu mình sợ hãi cái gì, giống như bóng tối có một đôi mắt đang nhìn anh vậy. Ánh mắt kia dần dần hiện ra ngọn lửa oán giận, tựa như chỉ cần Mai Đức hơi thả lòng cảnh giác là nó có thể lập tức xâu xé lấy anh. Thầy Thiện, lúc ấy chúng tôi thật sự không cố ý, cũng đã 10 năm rồi, ông vẫn không muốn buông tha cho chúng tôi sao? Mai Đức nằm ở trên giường, bất đắc dĩ than thở, nước mắt gần như cũng muốn chảy xuống từ hốc mắt của anh. Nghĩ đi nghĩ lại, Mai Đức dần dần chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, đột nhiên Mai Đức bị tiếng còi chói tai của xe cấp cứu làm tỉnh giấc. Anh dụi đôi mắt buồn ngủ, từ trên giường xoay mình đứng dậy. Anh nhìn đồng hồ bên cạnh, bây giờ mới có 1 giờ 10 phút. Dần dần, Mai Đức càng nghe thấy rõ hơn, tiếng còi xe cấp cứu là truyền từ lầu dưới của khách sạn lên. Anh nhanh chóng mặc quần áo rồi đi đến ban công nhìn xuống. Dưới lầu là một mảnh tối đen, mượn ánh sáng lờ mờ của đèn đường. Đại khái, Mai Đức có thể thấy một chiếc xe cứu thương cùng mấy chục người đứng thành một vòng tròn. Anh không rõ đã xảy ra chuyện gì. Mai Đức ra khỏi phòng, nhìn khung cảnh hỗn loạn trên hành lang, nhóm người trong khách sạn đang ồn ào đi ra khỏi phòng của mình. Mai Đức thấy một nam phục vụ vội vàng chạy tới từ bên kia hành lang. Anh nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cậu ta rồi hỏi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Xảy ra chuyện lớn rồi, thưa ngài, vừa rồi ở tầng này có một vị khách đã nhảy lầu tự sát. Nam phục vụ kinh hoảng nói, cái gì? Mai Đức bắt đầu căng thẳng, vị khách đó ở phòng nào? Phòng 705. Sau khi nói xong, nam phục vụ lại vội vàng rời đi. Mai Đức chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trước mặt bỗng tối sầm, sau đó cái gì cũng không biết. Viên Tân đã chết, ngã từ ban công lầu 7 xuống, bị mất mạng ngay tại chỗ. Xe cứu thương tới rồi khiêng đi cũng chỉ là thi thể của Viên Tân. Mai Đức là người đi cùng Viên Tân suốt chặng đường. Cho nên, đương nhiên trong ngày hôm đó, anh cũng nhận được giấy triệu tập của cảnh sát. Nhưng chỉ chưa tới 2 giờ, cảnh sát liền thả Mai Đức ra. Cảnh sát thành phố C cho rằng Mai Đức không có bất kỳ động cơ gây án gì, không có khả năng giết chết Viên Tân. Bọn họ càng tin rằng đây là một vụ tự sát. Cùng lúc đó, Mai Đức cũng biết được một điều từ phía cảnh sát. Sau khi Viên Tân gặp chuyện không may ở căn phòng 705, cảnh sát đã lập tức chạy tới đó, thế nhưng lại không hề phát hiện ra dấu vết xô xát nào. Đồ đạc của Viên Tân cũng vậy, không thiếu một thứ gì. Hơn nữa, trong phòng, ngoại trừ dấu vân tay của nhân viên phục vụ và Viên Tân thì không còn có ai khác. Ngay lập tức, Mai Đức đã nghĩ. Dường như vụ này cùng hiện trường tử vong của Dư Huy đều giống nhau như đúc.
Mờ mịt đi trên đường, Mai Đức cảm thấy rất trơ trọi. Bốn người bạn tốt cùng trải qua chuyện năm đó, bây giờ cũng chỉ còn lại anh là người duy nhất còn sống sót. Có lẽ rất nhanh sẽ đến phiên mình, hôm nay hay là ngày mai, mình sẽ chết như thế nào? Dù sao thì cũng không nhớ gì cả. Không biết vì sao, vài ngày sau cái chết của hai người bạn tốt, trái lại Mai Đức lại không còn sợ hãi như trước nữa. Anh cứ mơ mơ màng màng đi trên con đường như vậy, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất ngột ngạt. Bây giờ Mai Đức chỉ muốn tìm một người rồi nói hết tất cả những buồn phiền trong lòng ra ngoài. Thế nhưng chuyện này anh có thể tìm ai để nói đây? Viên Tân cũng đã chết rồi, còn có thể tìm ai kế nữa? Bỗng nhiên Mai Đức nhớ tới Trịnh Tiệp, bây giờ cũng chỉ có cô là người biết hết tất cả mọi chuyện. Lê bước chân nặng nề, Mai Đức lại tới nhà Dư Huy một lần nữa. Anh ấn chuông cửa. Trịnh Tiệp ra mở cửa, thấy Mai Đức, cô có hơi bất ngờ. Các anh còn chưa đi sao? Viên Tân chết rồi, ngay đêm qua. Mai Đức đờ đẫn nói. Trịnh Tiệp há hốc miệng, qua một lúc lâu sau mới nói. Trước tiên vào nhà đi đã, có gì từ từ nói. Mai Đức ngồi xuống, anh tóm tắt lại một lần chuyện Viên Tân nhảy lầu tự sát. Bây giờ cũng chỉ còn có một mình tôi thôi, anh tràn ngập đau thương nói. Anh sợ không? Mai Đức lắc đầu, cười khổ nói. Chuyện gì tới thì sẽ tới. Món nợ này 10 năm sau mới được tính toán, cũng là thầy Thiện đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Trịnh Tiệp khe khẽ thở dài. Anh cũng đừng quá tuyệt vọng, có lẽ thầy Thiện đã trừng phạt đủ rồi. Ông ta đã siêu thoát, buông tha cho anh rồi cũng nên. Lòng Mai Đức thích chặt lại. Vào lúc này, lời an ủi như vậy còn có thể có lợi ích gì cơ chứ? Anh ngồi một lúc đi, tôi đi pha cà phê giúp anh tỉnh táo đôi chút. Trịnh Tiệp nói, sau đó đứng lên đi vào phòng bếp. Mai Đức ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nghiêng đầu nhìn sương mù ngoài cửa sổ, tính xem mình còn có thể sống bao lâu nữa, tâm trạng ngày càng sa sút. Bỗng nhiên, anh nhìn đến quyển album đặt trên ngăn tủ bên cạnh ghế sofa. Có lẽ là Trịnh Tiệp muốn tưởng nhớ đến Dư Huy nên mới lấy ra xem. Đột nhiên, Mai Đức cảm thấy một cơn chua xót ập tới. 10 năm không gặp mặt bạn bè, sau khi gặp lại là bắt gặp tình cảnh thảm thương của cậu ấy. Ngay cả bộ dạng trưởng thành của cậu ta cũng không nhìn thấy được. Nghĩ tới đây, Mai Đức không tự chủ được, vươn người lên phía trước, với tay lấy quyển album rồi mở ra. Trong quyển sổ này, đa số đều là ảnh của vợ chồng Dư Huy. Nhìn ảnh chụp Dư Huy, Mai Đức lại nhớ tới bộ dạng nhỏ bé của cậu ta 10 năm trước, nhớ tới thời gian vui vẻ của bọn họ trước kia. Mai Đức cứ chậm rãi lật quyển album như vậy, nhớ lại những kỷ niệm ngày trước, rốt cuộc tâm trạng của anh cũng dần dần bình thản. Bỗng nhiên, lật đến một chỗ, Mai Đức liền ngừng lại. Bức ảnh bên tay trái của anh có vẻ dày hơn các bức ảnh khác, tựa như bên trong vẫn còn giấu thứ gì đó. Mai Đức theo bản năng lắc lắc bức ảnh, kết quả một tấm ảnh đen trắng từ giữa bức ảnh trượt ra, rơi xuống mặt đất. Mai Đức nhặt tấm ảnh cũ lên, vừa nhìn thấy thì anh liền ngây ngẩn cả người. Đây là 10 năm trước, lúc đó Mai Đức vừa mới vào trường trung học Nam Hương. Các bạn cùng lớp và thầy Thiện đều có ở trong đây. Sau khi ảnh được rửa ra thì mỗi bạn trong lớp đều có một tấm. Trong tấm hình này, Mai Đức thấy được chính mình 10 năm trước, Dư Huy, còn có Viên Tân, Lý Viễn. Đương nhiên là còn có cả thầy Thiện lúc còn trẻ. Mai Đức vừa liếc mắt nhìn ảnh thầy Thiện chụp một cái thì liền cảm thấy trong lòng rung lên. Anh lập tức rời mắt, chuyển hướng nhìn các bạn học khác. Khi đó, tất cả mọi người đều 11, 12 tuổi, trên mặt tràn ngập ánh sáng rực rỡ cùng sức sống mạnh mẽ. Lúc này, Mai Đức mới phát hiện, hóa ra lúc ấy lại đẹp như vậy.
Đột nhiên, một suy nghĩ hiện lên trong đầu Mai Đức. Suy nghĩ này khiến máu anh trong toàn thân gần như đông cứng lại trong nháy mắt. Anh từ từ ngẩng đầu lên. Tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu là có chuyện gì xảy ra rồi. Anh hét to một tiếng. Đồng thời, anh đột nhiên nhớ tới điều gì đó, rồi chợt quay đầu lại. Thế nhưng đã quá chậm. Mai Đức bị một đòn đánh vào sau gáy. Anh vẫn chưa kịp nhìn thấy rõ người đã đánh úp mình thì liền ngã mặt xuống đất, mất đi tri giác. Trong cơn mơ hồ, Mai Đức dường như nghe thấy có người gọi tên anh. Anh mở to mắt một cách khó khăn, phát hiện ra tay chân đang bị trói trên ghế ngồi tại phòng khách. Trước mặt anh có một người đang ngồi. Thì ra là cô, tất cả đều do cô giở trò cả. Mai Đức nhìn người trước mặt, nghiến răng, nghiến lợi. Trịnh Tiệp mỉm cười, ánh mắt ôn hòa. Thực ra tôi có chút hiếu kỳ, tại sao vừa nhìn thấy ảnh chụp, anh lại đoán ra là tôi? Bởi vì trong nháy mắt tôi đã nghĩ tới 10 năm trước Dư Huy từng nói với tôi, sau khi xảy ra chuyện đó, cậu ấy không dám nhìn mặt thầy Thiện. Tấm ảnh kia, cậu ấy đã vứt đi trước mặt tôi. Thì ra là như vậy, chẳng trách. Trịnh Tiệp nói, anh vừa nhìn thấy tấm ảnh này là đã biết không phải Dư Huy mà chính là tôi. Mà tôi có được chụp ảnh, nghĩa là tôi cũng là bạn học của các anh. Phản ứng rất nhanh, Mai Đức. Đến cùng cô là ai? Trịnh Tiệp đến gần Mai Đức, cúi xuống. Mặt cách anh gần trong gang tấc, cô thấp giọng nói, tôi là Hứa Văn Đình, chắc anh đã sớm quên rồi nhỉ? Mai Đức nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cô là Hứa Văn Đình, nữ sinh lớn nhất tuổi của ban chúng ta. Nghĩ ra rồi sao? Bởi vì lý do gia đình, 16 tuổi tôi mới được học trung học. Nhưng mà không thể nào... Cô, anh muốn nói Hứa Văn Đình không thể xinh đẹp như thế này, đúng không? Trịnh Tiệp cười lạnh nói, đây là kết quả của thời đại khoa học kỹ thuật. Trước khi phẫu thuật, tôi cũng không nghĩ mình sẽ trở nên xinh đẹp như thế này. Cô thật sự là Hứa Văn Đình? Trịnh Tiệp nhún vai, tùy anh tin hay là không, tôi thấy việc đó cũng không quan trọng lắm. Dù sao, anh cũng phải chết. Nói xong, cô giống như ảo thuật. Từ phía sau rút ra một thanh dao nhọn, đâm về phía ngực Mai Đức. Đợi đã, cô... Vì cái gì mà cô muốn làm như vậy? Vì cái gì lại muốn giết chúng tôi? Mai Đức cảm thấy tử thần đang đến rất gần anh. Anh hô lớn. Trịnh Tiệp ngừng lại, nhìn chăm chú vào anh. Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Cô nói, dù sao đây cũng là lần cuối, tôi sẽ cho anh hiểu tất cả. Cô ngồi trên một cái ghế đối diện với Mai Đức, rồi nói, trước khi anh chết, tôi sẽ thỏa mãn những khúc mắc của anh. Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi, tôi cam đoan sẽ trả lời một cách chi tiết. Nói xong, cô cười một trận thật to. Mai Đức nhìn chằm chằm cô. Vì sao cô lại muốn làm chuyện này? Vì sao cô muốn giết chết chúng tôi? Không phải đã rõ ràng sao? Tôi đang báo thù giúp thầy Thiện đấy. Báo thù? Cô là người nhà của ông ta sao? Trịnh Tiệp nghiêm túc đứng lên. Cô nói, chúng ta là người yêu của nhau. Đương nhiên, nghiêm túc mà nói, tôi thích thầy ấy nhiều hơn một ít, nhưng trong lòng thầy Thiện cũng có tôi biết anh ấy thích ở cùng với tôi. Anh ấy đã từng nói, khi thầy ở cạnh em, lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Anh ấy còn nói, thầy sẽ dẫn em đến những thành phố lớn, nơi mà con người ta có thể mở mang kiến thức. Lúc đó, chắc chắn em sẽ thấy cuộc đời này chẳng hề uổng phí. Đương nhiên, đôi lúc anh ấy cũng mang tâm trạng rất buồn mà nói,
chúng ta là thầy trò, có lẽ không nên thường xuyên gặp nhau như thế. Nhưng anh ấy luôn để ý đến những cảm xúc của tôi, không để tôi tổn thương. Cho nên tôi tin là anh ấy yêu tôi. Anh nói xem có phải không, Mai Đức? Mai Đức kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt, đột nhiên cảm thấy cô rất xa lạ, nhưng lại có cảm giác như từng quen biết. Như vậy, tại sao cô lại biết chuyện này? Chuyện gì? Thầy Thiện, bởi vì bốn người chúng tôi, thầy Thiện mới rơi xuống hồ. Mai Đức, tôi vẫn nghĩ anh là người thông minh nhất trong bốn người, sao lại không nghĩ ra? Trịnh Tiệp lộ ra vẻ biểu cảm thất vọng. Ngẫm lại xem, lúc ấy các người xông vào ký túc xá để mở đầu cái trò chơi chết tiệt kia, chẳng nhẽ trong phòng chỉ có một mình thầy sao? Cô nói... Đúng vậy, lúc đó tôi cũng ở đó, trốn dưới gầm giường, nghe được tất cả câu chuyện của các người. Tôi nghe được câu đầu tiên Lý Viễn nói, sau đó là Dư Huy, tiếp theo là Viên Tân cùng với anh. Hiện tại anh đã biết rõ, tôi chính là căn cứ theo trình tự các anh nói chuyện mà thực hiện kế hoạch. Cô nói tiếp, lúc ấy tôi cũng biết các anh nói dối, nhưng thầy Thiện chạy đi cùng với các anh vài giờ sau. Tôi nghĩ đã xảy ra chuyện, anh ấy không thể đi lâu như thế được. Vì thế tôi rời khỏi ký túc xá, chạy đến nhà Trung Lâm. Sau đó tôi mới biết các anh lừa thầy, bởi vì chiều hôm đó Trung Lâm không hề ra khỏi nhà, làm sao có thể rơi xuống đầm nước. Lúc ấy tôi đã rất sợ hãi, tôi không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ thầy Thiện thật sự sẽ chết bởi trò đùa của đám nhóc kia? Tại sao anh ấy còn chưa về nhà? Để chứng thực điều đó, tôi mang theo lưới đánh cá và chó săn, nửa đêm chạy đến đầm nước để vớt xác anh ấy. Cô nói tới đây, tạm dừng một chút. Anh có thể tưởng tượng không? Một cô gái hơn 10 tuổi cùng một con chó săn, đêm khuya hì hụp trong đầm nước để vớt thi thể. Tôi kéo một góc, chó cắn một góc. Không bao lâu sau, thật sự có thể vớt được anh ấy. Tôi nhìn thấy thi thể thầy Thiện, cảm giác như trời đã sập, thế giới chẳng còn tồn tại. Tôi quên đi cái gì là sợ hãi. Tôi chỉ biết tôi sống cũng chỉ còn lại là một lý do. Trịnh Tiệp đứng lên, lại đi đến Mai Đức đứng trước mặt và nói, đó chính là tìm các anh để báo thù. Mai Đức thở hổn hển. Thi thể thầy Thiện đâu? Cô xử lý như thế nào? Sau khi vớt anh ấy lên bờ, tôi kéo thi thể anh ấy đến cái giếng hoang bên cạnh, an táng ở nơi đó, tìm rất nhiều bùn đất, hòn đá ném vào. Cho nên nhìn từ ngoài không một ai sẽ nghĩ rằng ở đó chôn cất một thi thể. Cô, vì sao làm như vậy? Vì sao không nói cho cảnh sát chuyện này là do bốn người chúng tôi làm? Đừng nói lời ngu xuẩn, Mai Đức. Trịnh Tiệp nói. So với anh, chẳng lẽ tôi lại không rõ chuyện này sao? Các anh lúc ấy mới 11, 12 tuổi. Hơn nữa cũng không phải cố ý giết người, để cảnh sát biết thì sao? Nhiều lắm các anh chỉ bị nhà trường xử phạt, người ngoài chỉ trích. Anh nghĩ điều đó sẽ khiến tôi vừa lòng à? Hơn nữa, nếu tôi nói cho cảnh sát, còn liên lụy ra mặt khác của vấn đề. Cảnh sát sẽ hỏi tôi, làm sao cô biết chuyện này? Tôi chỉ có thể nói, lúc ấy tôi đã trốn ở dưới gầm giường. Ngẫm lại xem, trong cái sơn thôn bé nhỏ này, mọi người sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ sẽ cho rằng tôi và thầy Thiện đã làm những chuyện mờ ám. Nhưng trên thực tế, chúng tôi chỉ là nói chuyện phím mà thôi. Thầy Thiện tại vì nghe tiếng đập cửa, sợ người khác hiểu lầm, cho nên bảo tôi tạm thời trốn ở dưới gầm giường. Nhưng cuối cùng, thầy Thiện chết, mọi người không thể tin lời của tôi hoàn toàn. Cho nên, tôi không thể để lại một vết nhơ nào. Sau khi thầy Thiện chết đi,
không thể đem chuyện này nói ra. Cho nên cô lựa chọn một con đường khác, đó là giết chết bốn người chúng tôi. Mai Đức hung hăng nói. Trịnh Tiệp nhướng mi, lộ ra một thần thái không thể hoài nghi. Đương nhiên, tôi đã biết rõ, trên quyển sổ kia cũng là do cô viết. Nhưng tôi không rõ, cô làm như vậy là vì cái gì? Mai Đức hỏi. Tôi đoán các anh sẽ đến phi tang giày xăng đan ở ký túc xá. Cho nên sau khi chôn cất thầy, tôi liền chạy một mạch đến, bắt chước nét chữ của thầy để viết ra những lời nguyền rủa các anh. Bởi vì tôi biết với năng lực của tôi lúc ấy không thể giết chết các anh mà chỉ có thể tra tấn tinh thần. Tôi vẫn luôn chờ đợi để cơ hội báo thù các anh. Chính là ngày hôm nay. Cô đắc ý nhìn Mai Đức, giống như đang thưởng thức kiệt tác của chính mình. Như vậy, bây giờ là anh đều biết hết rồi phải không? Có còn vấn đề gì nữa? Trịnh Tiệp hỏi. Cô bị điên rồi! Mai Đức hét lớn. Chỉ một mình cô thì làm sao có thể giết chết ba người đàn ông được cơ chứ? Mai Đức hỏi. Về chuyện này, tôi chuẩn bị gần 10 năm. Cô lạnh lùng nói. Giống như anh đã nhìn thấy, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi dễ dàng dùng khuôn mặt xinh đẹp để quyến rũ Dư Huy, sau đó kết hôn cùng anh ta. Cùng lúc đó, tôi lại lừa anh ta mà quyến rũ Lý Viễn. Vào ngày 13 tháng 7 năm nay, tôi cho rằng đã đến lúc. Tối hôm 13 đó, tôi lái xe tới, lừa Lý Viễn, nói rằng tôi muốn dẫn anh ta đến một nơi có cảnh đêm rất đẹp. Lý Viễn có nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện tôi sẽ dẫn anh ta đến đầm nước ở Nam Hương. Khi anh ta phát hiện là đến chỗ đó thì rất hoảng sợ. Thế nhưng đã quá trễ rồi, một tay tôi đẩy anh ta xuống dốc núi, rơi vào đầm nước kia. Lý Viễn hoàn toàn không biết bơi, mấy phút đồng hồ sau thì liền chết đuối. Qua vài ngày, tôi bắt đầu ra tay với Dư Huy. Buổi chiều, tôi cố ý cãi nhau với anh ta, ép anh ta qua đêm ở văn phòng. Tiếp theo, tôi đổ một ít thuốc mê đã chuẩn bị trước đó vào một chiếc khăn tay. Đợi đến 10 giờ tối thì trèo qua cửa sau, đi vào nhà máy của anh ta. Sau khi tìm thấy anh ta ở trong phòng làm việc, tôi giả vờ xin lỗi. Sau đó, thừa dịp anh ta chưa kịp chuẩn bị, thì lấy khăn tay bịt mũi anh ta lại. Sau khi anh ta té xỉu, tôi tròng cổ anh ta vào dây thừng, rồi thắt cổ cho đến chết. Sau đó, sắp xếp thành hiện trường một vụ tự sát. Đương nhiên, lúc chúng ta phát hiện thi thể của anh ta vào buổi tối hôm sau, thì cũng đã qua 20 mấy giờ rồi, thuốc mê cũng đã sớm tỏa ra không khí. Cho nên, cảnh sát cũng sẽ tin rằng đây là một vụ tự sát. Nhưng mà... Mai Đức căm hận nói. Làm sao cô có thể tính toán đến việc tôi và Viên Tân sẽ đi tìm Dư Huy? Tôi chưa tính thì các anh đã đến. Trịnh Tiệp nhướng mày nói. Vốn, tôi định dùng cách khác để giết chết hai người các anh. Nhưng hai người các anh lại chủ động dâng đến tận cửa. Cho nên tôi không thể không thay đổi kế hoạch giết các người được. Ví dụ như, đêm qua sau khi các anh rời khỏi đây, tôi lặng lẽ theo dõi các anh đến khách sạn. Sau đó, tôi giả vờ đến đấy rồi gọi điện thoại cho Viên Tân, nói rằng tôi nhớ đến một chuyện quan trọng, nhất định là phải nhanh chóng nói với một mình anh ta mà thôi. Chính vì thế mà anh ta đã nói cho tôi số phòng của mình. Cũng không hề phòng bị, mà để cho tôi vào phòng. Sau đó, tôi bảo anh ta đến ban công nói chuyện. Lúc anh ta không chú ý, tôi đeo găng tay vào, rồi đẩy anh ta xuống dưới lầu. Cuối cùng, tôi nhanh chóng rời khỏi đó. Nói thật, việc này so với kế hoạch lúc trước còn đơn giản hơn rất nhiều. Nếu cô muốn giết chúng tôi, tại sao vẫn còn chọn ngày 13 tháng 7 để giết chết Lý Viễn?
cô không sợ làm cho chúng tôi cảnh giác, ngược lại khó cho cô ra tay hay sao? Đột nhiên cô ta như bị kích động, cười ha hả như bị thần kinh. Anh không đoán ra là vì cái gì mà tôi phải làm như vậy, đúng không? Mai Đức dùng đôi mắt tràn ngập lửa giận, trừng mắt nhìn người phụ nữ gần như điên cuồng này. Tôi làm như vậy là vì muốn tên Viên Tân ngoan ngoãn sửa đổi thời gian tử vong của Lý Viễn, do đó sẽ tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho tôi. Cái gì? Những việc này đều nằm trong tính toán của cô à? Trên đầu Mai Đức toát ra mồ hôi lạnh. Đừng ngây thơ như vậy có được không, Mai Đức? Đây là điều hợp với logic, hoàn toàn không phải là tính toán gì cả. Cô ta nói, án mạng xảy ra ở Nam Hương nhất định giao cho Viên Tân ở cục cảnh sát xử lý, mà hiện tại Viên Tân lại là bác sĩ pháp y duy nhất ở đó. Tôi đã sớm nghĩ rằng chỉ cần thi thể đến tay Viên Tân, với tính cách của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không để án từ 10 năm trước có liên quan đến sự việc lần này, mà sẽ bóp méo thời gian tử vong của người chết, cố ý né tránh con số ngày 13 tháng 7. Những sai số đó chính là những chuẩn bị để chứng minh cho cô có bằng chứng ngoại phạm. Cô thật là một người phụ nữ đáng sợ. Mai Đức hét lớn. Cô giết 4 người chúng tôi mà còn có thể bình yên vô sự, nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Không, tôi có thể nói với anh biết rằng bây giờ tất cả đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Trịnh Tiệp thản nhiên nói. Có ý gì? Bởi vì anh, Mai Đức, anh đã phá hủy kế hoạch của tôi. Cô ta nói. Tôi không nghĩ rằng vào lúc này anh lại tìm tới cửa. Thế nhưng lúc tôi pha cà phê, anh lại phát hiện ra bức ảnh bí mật. Cho nên tôi không thể không đánh ngất anh từ phía sau rồi trói anh lại. Anh có biết không? Vốn tôi đã có kế hoạch hoàn mỹ để giết anh. Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể tự tay giết anh ở trong nhà của mình thôi. Mai Đức nhìn chằm chằm cô ta rồi nói. Cô giết tôi trong này, cảnh sát sẽ lập tức điều tra đến cô. Cô cũng chạy không thoát đâu. Mấy án từ lúc trước cũng là sẽ điều tra ra cô làm. Cũng không thể nói như vậy. Nếu tôi thật sự giết chết anh ở trong này, hơn nữa còn hủy thi thể, thì chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Anh có tin không, Mai Đức? Mai Đức nhìn cô ta, cảm thấy sau lưng là một trận rét lạnh. Đối với những gì anh vừa nói, bây giờ tôi đều không để ý đến những thứ đó. Vốn tôi muốn không để lại bất kỳ dấu vết nào khi giết 4 người các anh. Sau đó tôi sẽ quay trở lại cuộc sống tốt đẹp lúc trước. Thế nhưng từ buổi sáng hôm nay tôi đã thay đổi ý định rồi. Vì sao? Về chuyện này tôi không nhất thiết phải giải thích với anh. Trịnh Tiệp đứng lên, tay cầm con dao. Đợi một chút. Cô Mai Đức bắt đầu hô hấp dồn dập. Trịnh Tiệp đi đến trước mặt Mai Đức, cúi mặt nói. Mai Đức, anh biết không, thầy Thiện ngoại trừ dạy chúng tôi thành ngữ, ba người thành hổ, thì còn dạy chúng tôi một thành ngữ khác. Cô ta từ từ ghé miệng vào sát lỗ tai của Mai Đức, nhẹ giọng nói. Gọi là quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Lúc nói những lời này, con dao sắc nhọn kia liền cắm vào ngực Mai Đức. Trịnh Tiệp ngồi trước ban công, trên bàn thủy tinh đặt một tách trà tinh xảo. Thi thể Mai Đức vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng cô lại lười đi xử lý. Trịnh Tiệp vẫn cứ yên lặng nhìn thiên thượng lưu vân, toàn bộ thế giới thanh tịnh mà bình thản. Đều đã kết thúc, từ kế hoạch đến thực thi, từ chờ đợi đến hành động, tổng cộng 10 năm cho tới hôm nay mới kết thúc.
Trịnh Tiệp hơi hơi nhíu mi. Kỳ thật, từ sáng đến giờ vẫn luôn có một chuyện làm cô phải suy nghĩ. Cô là ai? Bây giờ cô là ai? Khuôn mặt đã trở nên xa lạ, không còn chính là cô. Danh dự cũng đã tự tay cô hủy diệt, giết chết chồng mình, mưu sát ba người khác. Đây là ý nghĩa cho 10 năm chờ đợi của cô ư? Mặt khác, có một điểm cô cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao vừa rồi đối mặt với chuyện cũ và Mai Đức, cô lại không còn cảm giác phẫn nộ? Hận thật sự sâu sắc như cô tưởng tượng sao? Hoặc là trải qua tất thảy, cái còn tồn tại chỉ là chấp niệm 10 năm? Mặc kệ nói như thế nào, có thù thì phải trả. Mang thầy thiện rời khỏi cô, xem như thế giới này đã chết. Bây giờ thì sao? Bây giờ cô là cái gì? Bây giờ cô phải làm gì? Hứa Văn Đình mà thầy thiện yêu thích trước kia đã ở đâu? Có thể quay trở lại ư? Cô chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt vô thức lăn dài xuống má. Văn Đình, mơ ước lớn nhất đời này của mày là gì? Tôi muốn có một đôi cánh, sau đó cùng thầy thiện bay lượn khắp nhân gian. Vì sao lại muốn có cánh? Bởi vì có cánh, tôi mới có thể cùng anh ấy bay. Vậy, chờ em trưởng thành, thầy sẽ đưa em đi thật nhiều nơi, được không? Dạ được ạ. Đột nhiên, Trịnh Tiệp mở to mắt, nở nụ cười. Tôi đã hiểu, tôi đã biết bây giờ mình nên làm gì. Cô chậm rãi sải bước đến bên rào chắn ban công, nét mặt hạnh phúc đến cực điểm. Thầy thiện, 10 năm, anh vẫn đang chờ em có phải không? Cô đưa hai tay ra giống như một đôi cánh, sau đó nhẹ nhàng nhảy. Thầy thiện, anh xem, em sẽ bay.